Vâng, vẫn thường ngày mình đây, xin chào các bạn. Mình đã tìm được cái game nằm trong cái đỉnh cao nhất của cái vũ trụ game nhại rồi các bạn ơi. Đây, chính là cái game đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem icon của nó nhé. Thì game này tên là Akani Love Live các bạn ơi. Nhìn vào cái tên thôi là mình đã không thể nào nhịn được cười rồi. Và khi mà nhìn vào cái icon nữa thì các bạn hiểu rồi là đây có phải đây chính xác là đỉnh cao của game chạy rồi. Vậy chúng ta sẽ vào trong nhé. Không biết vào trong thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mình thấy đây là mình thấy rất là nghi ngờ rồi. Vào trong luôn nhé. Vâng. Đây chính xác là một cái nhân vật mà chúng ta đã biết. Đây icon tấn công đó các bạn. Mình nghĩ chắc thế. Còn đây là gì đây? Nó đổi được kiểu tóc đây. Ủa sao có vẻ như là có những cái kiểu tóc mà trông có. À đây là kiểu tóc mà mình đã biết rồi, nhưng mà có điều là có thể thay đổi được màu sắc các bạn. Cũng hay đấy chứ. À rồi quay trở lại kiểu tóc này rồi. Chúng tôi phải tăng thời gian lên được rồi. Mình đã thấy có cái gì đó không ổn từ bên ngoài rồi, nhưng mà không ngờ là nó lại thực sự không ổn đến như thế. Rồi bây giờ thử đi tham quan coi trường xem như thế nào các bạn. Ít nhất chứ làm mấy cái chữ trên màn hình thì làm gọn gàng một tí nó cũng đỡ các bạn ơi. Để như thế này là mình chịu luôn. Rất là khó nhìn các bạn. Ở đây Osana của vũ trụ đây đây các bạn ơi. Không biết là Osana của vũ trụ này như thế nào mà đứng nói chuyện một mình. Rồi chúng ta biết được là Osana có vẻ như cao hơn Akani. Akani. À rồi chị vào được bên nữ thôi đúng không? Không có gì trong đây cả luôn, chị vào đó để ngắm thôi. Không làm gì được. Đây là gì đây? Kho dụng cụ à. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái kho dụng cụ như thế này luôn các bạn ơi. Game có tính sáng tạo đấy chứ. À rồi bên đây là kiểu một cái sân để cắm cây thôi. Bây giờ là mình không biết là có cái giả lập của cái nhân vật Akane hay không, nhưng mà bây giờ là chúng ta đã có cái Akane rồi. Thường thì chỉ có giả lập của những nhân vật mà tình địch thôi. Để bắt đầu mình tìm xem thử các bạn ơi. Đến mức mà một cái nhân vật tượng trưng như là chưa ai gọi là nhắm đến thì đã được chuyển thể thành một game luôn các bạn. Quá tuyệt. Cái trường này sao cấu trúc có vẻ lạ đó vậy? Cấu trúc rất là kỳ lạ luôn. Ai đây? Đó là một cái nhân vật khác mà mình không biết các bạn coi. Đây là ai đây? Đây trông có vẻ giống Mai Quai Phu, nhưng mà có điều là chất lượng khá là kém. Rồi gặp nhân vật quen thuộc rồi các bạn ơi. Mà mình không có cái chức năng mà đẩy vậy. Rồi đây là mình đang đeo cái băng hộp sinh đây. Nhưng mà không có chức năng đẩy giống như hộp sinh các bạn ơi. Chán thế. Tái hiện luôn cả cái đó đi. Kể ra mà tái hiện cái đó thì mình đi đến đâu là mình sẽ đụng người đến đó.
rồi lạm dụng quyền lực để mà xịt phun sơn cay vào mặt. Ở đây có gì nào? Ở đây không có gì cả nhá. Tự là cái lớp có vẻ như là được khang trang hơn, nhưng mà nó chỉ đổi màu tí thôi. Chị sang sử dụng bảng bút lông thôi. Cấu tạo kỳ lạ thế không biết nữa. Ơ, một bức tường vô hình nó chặn lại rồi, không đi được nữa các bạn ơi. Vậy mà mình có thể xuyên qua được tòa nhà để đi vào vệ sinh. Thế quái nào, chuyện gì đang diễn ra ở chỗ này thế? Rồi bây giờ mình làm được gì nào? Chắc là không chỉ vào đây là mà xem cái nhân vật Akani này đâu nhỉ? Mà có thể làm được cái gì đó chứ. Và để mình thử lên trên luôn, các bạn có lên được không? Ở sân thượng đâu? Ơ à, mình đã rơi từ trên xuống các bạn ơi. Ở đây là cách tạo vòng lặp vô hạn cực kỳ giỏi các bạn ơi. Game nó lag đúng không? Thì trong lúc chạy sẽ không để ý thì sẽ không phát hiện ra là nó sẽ rơi xuống các bạn. Đấy, đây rơi rất là nhanh các bạn ơi. Giờ chúng ta đã rơi xuống rồi đây, nhưng mà chúng ta không phát hiện ra luôn. Thành ra cứ tưởng là đây là một cái tòa nhà cực kỳ cao, sẽ có thể chạy được vĩnh viễn không giờ hết. Ấy mà thực tế là chúng ta luôn chạy từ tầng 1 lên tầng 2. Làm rất là hay các bạn. Một cái bẫy gọi là bẫy thời gian các bạn ơi. Quá là đỉnh luôn. À khoan nè, có chuyện gì xảy ra đó? Ôi giá chai của chúng ta bị cái quái gì đó. Giá chai của chúng ta nó bị cái gì rồi? Ôi không thể nào tay nhẫn hơn được nữa. Đây, bây giờ các bạn có thể gọi bằng một cái tên hoa mỹ là fan game không? Đấy, các bạn nhìn đi, nữ chính của chúng ta đấy. Hãy xem cái bộ dáng đó đi, không khác gì là hiện tượng tâm linh luôn. Đấy, có thể gọi bằng một cái tên hoa mỹ là fan game không? Rồi, để mình đi tìm một cái gì đó để mà giải cứu đi các bạn ơi. Chứ như thế thì thật là tàn nhẫn. Ở đây sao không có gì hết vậy? Nãy giờ mình đã đi một vòng rồi nhá. Có thật sự là có thể tấn công ai đó không vậy? Ơ à! Gì thế? Cái khả năng gì thế? Cái khả năng gì vậy? Đừng nói là chọt bằng tay nha. Mình chơi lúc trước là trong vũ trụ game nhại là cũng có một cái cô tiểu thư nào đó có thể gọi là tiêu diệt con người bằng ngón tay. Chỉ cần chọt một ngón tay vô thái dương thôi là coi như đi luôn. Nhưng mà lần này là chúng ta có Akani được sử dụng cái kỹ năng gì thế? Ơ! Dùng ngón tay các bạn đâm vào cổ. Ấy, cho vào cổ bay màu luôn. Gì thế? Ngơ. Chọc vào không khí luôn các bạn ơi. Nó là đỉnh cao luôn, không cần phải tấn công chúng mục tiêu thì mục tiêu cũng sẽ bị tự hủy. Quá là mạnh rồi các bạn ơi. Chỉ cần tạo ra cái tư thế tấn công thôi là có thể tiêu diệt đối phương.
khi nào là mình nên làm cả một cái video đo lực chiến của những cái nhân vật trong vũ trụ game dài không? Không dạy cứu rồi các bạn ơi. Đáng thương. Nhưng mà miệng mình lại cười, thấy mới đau chứ. Rồi, còn một vài học sinh ít ỏi trong tay đó thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Kỹ năng rất là mạnh luôn. Không cần bình xịt hơi cay luôn. Bình xịt hơi cay nói chung là chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Không kiểu như là chọt vào một cái là linh hồn đột nhiên bay khỏi xác luôn. Cũng có cái hiện tượng như thế thôi. Đấy, quá mạnh các bạn ơi. Rồi. Đấy là nhân vật cuối cùng của chúng ta trong cái thế giới game nhại này rồi các bạn ơi. Tất cả mọi người đều đã bị gọi là hủy diệt bởi ngón tay của Akani. Còn gì để cho mình vơ vét được ở trong cái thế giới này không? Rồi chắc là không còn gì nữa rồi các bạn ơi. Chúng ta đi lại phía kia. Đây. Chúng ta đi lại phía kia để gặp lại Giang Chan lần cuối các bạn ơi. Trước khi mà vĩnh biệt cái thế giới game nhại này. Cái vũ trụ này. Tôi không nhìn thấy luôn rồi. Muốn nhìn thấy Giang Chan lần cuối vô không luôn các bạn ơi. Đến cái mức độ này luôn. Còn lại mái tóc thôi. Tới quái nào. Có thể nhìn được bên dưới không? Không thấy gì luôn các bạn ơi. Rồi, thế là xong rồi. Thậm chí là vào cái khoảnh khắc cuối cùng muốn gọi là chào tạm biệt với lại Giang Chan thì cũng không thành công các bạn ơi. Rồi, vậy là chúng ta có một cái game nhại tên là Akani Love Live. Và nói thật nhá, mình thấy game này thì nó rất là ấn tượng các bạn ơi. Ngay từ cái quả icon lúc mà mới vào là nó đã gây một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với mình rồi. Và vào trong là còn thấy được cái sức mạnh của Akani rồi cả những cái hiện tượng kỳ quái xảy ra trong đây nữa thì nói thật là đây là một trong những cái game nhại mà phải nói là thuộc dạng đỉnh cao rồi. Rồi, video này đến đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy giúp mình một like đăng ký nữa các bạn ơi. Đừng quên lúc cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì hãy bấm dấu chấm như vậy. Chữ đã xem hoặc chữ icon đã yêu mình xin tin tìm nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.